xong cái phần Never. Tiếp đến nữa nhá, tiếp đến nữa là cái phần phần tiếp theo. Phần tiếp theo nữa là cái phần thời gian. Đấy, đơn giản thời gian, thời gian thì phải làm nha. Có nghĩa mình sẽ cho người chơi chơi trong khoảng bao nhiêu đấy chẳng hạn. Chứ không phải cho người dùng chơi mãi mãi được. Đấy, thì mình sẽ copy nhá, mình sẽ copy cái thằng layout này. Đấy, copy thằng layout, Ctrl C. Mình paste xuống dưới này. Đấy, thế là mình đã có hai cái ổ hiển thị. Và cái thằng này mình sẽ chuyển thành time. Time này. Và lấy TXV mình sẽ phải đặt lại cho nó. Mình sẽ phải gán lại cái ID khác chứ không thể giống cái ID được, bởi vì Android không cho phép trùng ID. Thế là mình đã có một vùng để hiển thị tham này. Mình đã sửa thằng này đi, mẹ 150 to quá, 100 thôi. Đấy. Sang bên main activity này. Thì đơn giản thôi, nó tương tự như cái thằng level, mình cũng tạo ra một cái thằng TXV tham này. Và trong cái biến định nghĩa của mình đâu, cái biến định nghĩa của mình thì mình sẽ khai báo một cái biến public inter time. Time thì mình sẽ tính theo bằng giây nhá. Time sẽ bằng, mình sẽ cho nó mặc định ban đầu mình cho nó khoảng tầm 160 giây. Nhiều quá nhỉ. Mình sẽ cho nó khoảng 30 giây thôi. Đấy, 30 giây thôi, 30 giây. Ok chưa? Đấy, 30 giây thôi. Thì ở bên này, bên main activity này, thì mình sẽ gọi cái biến mình trong cái hàm này, mình phải tạo ra cái hàm mới rồi. Private void the update time. Update time. Thì update time đơn giản thôi. Hàm update time nó chứa cái gì? Thì trong này mình sẽ lưu, mình tạo ra một cái biến đếm ngược. Đấy, trong Android cái biến đếm ngược nó là countdown timer. Đấy, mình sẽ đếm ngược từ thiếu 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 cái thằng này tham, mình sẽ gọi là tham mặc tham tổng. Đấy, tham tổng. Tiếp đến nữa là cái phần cái thằng này mình sẽ gọi là tham tham chạy. Đấy, tham chạy. Đấy, trong countdown timer mình sẽ đếm này, mình sẽ đếm từ cái định nghĩa chấm. Ở chết, định nghĩa kia, định nghĩa chấm tham tổng phẩy 100. Có nghĩa là sao? Tham tổng nhân 1000 nhân 1000 nhân 1000. Cái thằng countdown timer nó sẽ phục vụ cho các bạn là ông nào sẽ đếm. Nó sẽ đếm ngược từ, ví dụ mình đang tham tổng đang 30, 30 nhân 1000 thì nó sẽ thành 30.000 không? 30.000 mili giây, nó sẽ đếm ngược từ 30.000 mili giây về số 0. Đấy. Và mỗi một lần đếm thì nó sẽ trừ đi 100 đơn vị. Đó. Đấy, các bạn hiểu hiểu hôm nào nó sẽ như là như thế. Đây, chấm start này. Chấm phải này. Đấy. Thì khi mà các bạn tạo ra biến này, nó sẽ bắt các bạn hôm nào phải ghi đè lại cái phương thức của nó. Đấy, implement method này. Thì trong nó có hai phương thức. Thứ nhất là cái on tick này. On tick này nghĩa là gì? On tick là mỗi lần mà các bạn đếm này. Mỗi lần các bạn đếm này, từ từ 30 chẳng hạn, từ 30.000 ấy, đếm đến không ấy, thì mỗi lần trừ đi 100, thì mỗi lần trừ đi 100 xong mình sẽ vào trong này. Đấy, chính xác của nó là kiểu đấy. Như đây mình sẽ đếm, mình sẽ gọi cái text view nha vào kia. À, mình phải tạo ra cái biến string chưa đã. String time bằng đấy. Mình sẽ tạo ra cái biến time để hiển thị cái thời gian ở đây. Đấy, thì time đây bằng cái gì? Thì time đây sẽ bằng, mình sẽ làm cho nó giống giống với lại cái con đâu nhỉ? Giống lại với cái con game này. Đấy, thì đây nó sẽ là cái số giây à, còn đây sẽ là số mini giây. Đấy, số mini giây. Thì hôm nay mình sẽ gọi cái thằng định nghĩa này. Ở đâu? Trước 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 khi thằng này trước á. Mình sẽ khai báo biến inter tham chạy đi. Bằng 1000 nhân với lại không 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 cái tham tở cái tham chạy mình sẽ phải nhân với 1000 nữa.
sao 1.000 đấy, sao 1.000 thì có nghĩa cái biến tham tổng là biến số giây, còn cái biến này là biến mini giây đấy. Mình sẽ gọi cái bằng cái thằng tham tổng bằng cái thằng định nghĩa chấm tham chạy chia cho bao nhiêu nhỉ? Chia cho 1.000 đấy, chia cho 1.000 chấm phẩy lấy phần dương đấy, thì mình sẽ gọi đây là cái biến số giây đi, số giây đấy, số giây ok, số giây tiếp đến nữa mình copy nghĩa là cái biến số mini giây, mini giây đấy sẽ bằng cái biến tham chạy chia cho 1.000 đấy, nó sẽ lấy cái phần dư đấy. Và mỗi cái lần đơn giản thôi, mỗi cái lần tham chạy đây, mỗi cái lần mà nó chạy vào đây thì mình sẽ cái tham chạy của mình sẽ bằng hàng ngày trừ đi 100. Đấy, trừ đi 100. Và đây cái biến tham hiển thị sẽ bằng số giây này. Cộng một cái trụ cộng với một cái dấu hai chấm. Cộng với lại cái số mini giây. Đấy. Chấm phẩy. Và cái biến tham chạy của mình đây, tham chạy của mình đây thì sẽ à, mình sẽ gọi cái text view. Sorry các bạn, mình gọi cái text view chấm set text, mình truyền vào cái biến tham kia của mình đó. Rồi sau đó mình sẽ gọi cái hàm này ở trong cái hàm setup update tham đó, rồi bấm run, rồi mình bấm run lên xem được cái gì rồi nhá. Rồi như các bạn đã nhìn thấy nó đang chạy này. 26 25 này. Đấy, 22 23 21. Đó đấy, chính xác là nó sẽ chạy kiểu đấy. Ok. Thì trong lúc đấy, trong lúc mà thời gian đang chạy thì mình sẽ chơi thôi. Đấy, mình chơi thôi. Rồi thì bây giờ nhưng nó vẫn chưa giống thằng kia lắm. Chưa chưa giống với cái thằng chưa giống với lại cái thằng con game này lắm à. Đấy, chưa giống con game này lắm. Bởi vì ở đây nó hiển thị là hiển thị cái số là mini giây có hai chữ số thôi đấy, còn của mình đang hiển thị là ba chữ số cơ đấy. Đây đơn giản thôi, không có gì cả. Trong này mình sẽ kiểm tra một chút, nếu nếu cái biến định nghĩa chấm tham chạy kia của mình tham chạy đâu à? Mà nó bằng bằng không thì sao? Đấy, bằng bằng không thì sao? À đâu, đây là phải khác không, khác không, khác không, khác không. Còn nếu không, nếu nó bằng không thì sao? Bằng không thì đơn giản thôi, mình sẽ cho cái biến này thành sẽ xét hiển thị một cái chuỗi là chuỗi 00 2.00. Đấy. Còn cái biến tham chạy kia của mình này, còn biến tham chạy của mình thì mình sẽ chia thêm cho nó một số 10 để nó mất đi một cái số 0 ở đằng sau. Đấy, chia phần nguyên cho 10. Lấy phần nguyên thì sẽ mất đi cái số 0, một cái số 0 sau thì nó sẽ hiển thị hai chữ số thôi. Đấy, bây giờ bấm run lên nhá, các bạn sẽ nhìn thấy thôi. Đấy, như các bạn nhìn thấy này. Đấy. Thì sẽ hiển thị được như thế này. Đấy. Còn giờ đơn giản thôi, nếu như mình muốn nó hiển thị ra các cái số kiểu như là kiểu các cái số kiểu là kiểu như nào này, đâu nhỉ? Các số kiểu nó không phải là cái số chẵn ấy, nó là các số đếm ngược ấy. Thì ở đây mình sẽ chuyển thằng này thành từ 100 thành 1. À, từ 100 thành 1. Thì thằng này mình sẽ trừ đi 1. Trừ đi 1, mỗi lần tham chạy sẽ trừ đi 1 và bấm run xem sẽ được cái gì nhá. Đấy, như các bạn nhìn thấy nó đang đếm ngược à. Đấy. Đấy. Đang đếm ngược ạ. Nhưng có vẻ không đúng cho lắm nhỉ. Dây nó phải chạy nhanh nhưng mà sao nó chạy chậm nhỉ? À, cái dây của mình đây là dây cái dây bộ đếm dây của mình đây nhanh mà thằng này cũng chưa giảm sút xuống, từ từ để xem đang sai chỗ nào trước đã. Thằng này đếm thành 10 đi.
Đếm bằng 10 thì thằng ấy phải trừ đi 10. Rồi đấy, bây giờ mới chuẩn rồi. Mình sẽ so sánh nhé. Hình như vẫn đang bị chậm chậm một chút, hơn một chút không ạ? Nó vẫn đang bị chậm hơn một chút xíu. Là cái thời gian hiển thị của mình đang bị sai ở đâu đấy. Ok, mình sẽ xem lại một xíu nhá. Mình định nghĩa tam chạy. Nhân với 1.000. Tham số sắp chạy sẽ bằng thằng này chia cho 1.000. Thằng mình sẽ để lớn hơn bằng không này. Hình như nó vẫn đang bị trễ, kiểu kiểu bị trễ, ví dụ ở ngoài đời đếm được. Nó bị trễ hơn một xíu. Mình sẽ giảm giảm cái thời gian thăm tổng xuống xem nó còn cho nó còn 5 giây hả? Đấy, để mình check. Xem đúng hay sai biết ngay mà. Ừ, 2.9 dừng lại 2.9. Có nghĩa là cái đang bị không khớp, đang bị khớp khớp, đang bị sai sai một xíu giữa cái thằng hôm nay, cái thằng on tích đang chạy không chuẩn này. Run lại này, mình sẽ cho bằng cái thằng thời gian nó truyền vào luôn này, xem nó có chuẩn không này. Chuẩn rồi đấy. Rồi, ok, chuẩn 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 rồi. Chuẩn bài, chuẩn bài, chuẩn bài. Ok. Đó, đấy, đấy là về cái phần bộ đếm thời gian. Đấy, thì nếu như mà khi nó đếm xong thì sẽ vào trong, mình sẽ gọi ra cái hàm này. Nó sẽ vào trong cái hàm onfinite này. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái hàm nữa. Private void day. Hết giờ ạ. Hàm sẽ tên là hết giờ. Đấy, hết giờ chơi ấy. Đấy. Trong này mình sẽ gọi cái hàng git view ô màu của mình ra, chấm set on click on item listener, mình truyền vào một null, có nghĩa là không cho nó click nữa, và mình sẽ gọi cái hàm hết giờ đấy ở trong này. Rồi bấm run xem được cái gì. Rồi có 5 giây rồi. Ví dụ mình bấm này, bấm này, trong 5 giây. Đấy, ok, hết giờ thì đã dừng lại đây luôn. Nhưng cái time hiện tại thì hiển thị vẫn chưa được chuẩn cho lắm nhỉ. Chưa được chuẩn cho lắm thì mình sẽ gọi cái hàm này ở trong thằng finish. Đấy, để mỗi lần nó kết thúc nó sẽ hiển thị reset về 00.00. Rồi, thì đấy là bây giờ mình bấm run này. Đấy, 00.00 nó dừng lại luôn này. Đấy. Giờ mình xử lý một chút xíu nữa là bây giờ ví dụ như mình muốn cái thằng
Bây giờ mình muốn cái này mình sẽ sửa đi, mình sẽ sửa thành cái thằng tham chạy đi đấy. Bây giờ nhé, bây giờ mình muốn là mỗi lần khi kích nhỉ, khi kích vào mình sẽ được cộng thêm khoảng tầm 1 giây nhỉ, khi kích vào đúng ấy, sẽ cộng thêm 1 giây nữa ạ. Thì mình phải làm nào, bây giờ phải update một chút xíu, đó là mình sẽ tạo ra một cái biến countdown timer ở trên này, countdown timer mình sẽ tên là đếm ngược chấm phẩy này. Và trong thằng này đây thì mình sẽ gọi cái biến đếm ngược bằng thằng này đó, ok chưa? Rồi, và ở đây mình nếu như mà mỗi một lần tạo gọi mà mình kích đúng đây, mình sẽ gọi cái biến định nghĩa, mình sẽ gọi cái thằng định nghĩa chấm tham chạy bằng định nghĩa chấm tham chạy cộng thêm 1 giây là 1.000 mili giây đấy, đấy chấm phẩy. Và sau đó mình sẽ gọi cái biến đếm ngược kia của mình chấm start đâu nhỉ, chấm một cái hàm stop của nó đâu rồi, on philip ấy, on philip on finish on finish thì nó gọi vào lại vào cái hàm hết giờ mất đấy. On finish sau đấy thì mình nếu thế thì mình sẽ gọi phải gọi lại cái hàm này, mình sẽ phải gọi cái hàm set click đấy để cho nó kích được vào cái ô kia, kích được vào cái lít màu kia chẳng hạn. Ok bấm này, bấm này, nó vẫn chạy, nó vẫn không 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 cộng. On finish cancel on finish không đúng à? Nó dừng lại luôn, cancel nó dừng lại luôn. Ô cái hàm stop của nó là hàm gì nhỉ? State on cancel không đúng, on finish không phải. Cancel à, mình phải gọi thêm cả cái hàm update time đây nữa. Ok sorry các bạn, rồi bấm run lại nào, kích này, kích này, nếu bấm nhanh mình bấm nhanh thì sẽ tăng lên 6 ấy đấy, nếu như mà mình bấm nhanh sẽ tăng lên 6 ấy. Đấy rồi mình sẽ cho nó chạy hết này, rồi đấy bây giờ thì bấm đúng bấm sai cũng không được rồi đấy, ok đó đấy là cái về phần biến tham đó.